Rồi, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phương Nguyễn đây. Kênh chuyên chia sẻ các cái chuyên đề về trend, cụ thể là trend 16 hay 19. Thì hôm nay Phương Nguyễn làm clip này để chia sẻ cập nhật cái tính năng bảo mật mới vào tháng 9 năm 2021. Đó, Microsoft nó vừa ra phiên bản trên 16, CEO 22 và CEO trên 19, CEO 11. Thì nó có những tính năng gì nó đặc biệt so với các phiên bản trước nha các bạn. Hôm nay Phương Nguyễn thứ hai chia sẻ cho các bạn. Nhưng hiện lại nội dung như sau. Thứ nhất là mình nói về một số cái cập nhật mới trong tháng 9 năm 2021, trong phiên bản 2016, CEO 22 và CEO trên 2019, CEO 11. Cái thứ hai là nói về tiếng Anh á, tôi cố gắng tôi giữ lại tiếng Anh, tôi không dịch ra, tại vì nó là một cái thuật ngữ luôn. Năm nay là nó là Security Prevalent Risk on Remote Server. Dịch ra nó năm nay là mình sẽ, đối với hệ thống mình, nó là phải cảnh giác cao độ với việc mà bảo mật đối với server trên chúng ta. Cái thứ ba là Agent Server Emergency Mitigation. Năm nay dịch ra nó là một tính năng mới của cái phiên bản này. Không, à, từ trên 2016 CO 22 mới có, và trên 2019 CO 11 nó mới có cái tính năng này, nó gọi là mới nhất của mạng này. Rồi cái thứ tư là Controlling Automatic Mitigation Your Environment, có nghĩa là quản lý một cách tự động cái việc mà giảm thiểu rủi ro này trong môi trường như thế nào, nó coi cho người ta. Rồi chúng ta sẽ đi vào ý thứ nhất là các cái tính năng bảo mật mới. Nhớ là mới nha, có nghĩa là feature new feature in Exchange Server 2016 CO 22 và Exchange 2019 CO 11. Tại vì mới tại vì sao? Tại vì các phiên bản trước nó không có, phiên bản này mới có nha các bạn. Đầu tiên là có. Thì như thường lệ và cứ mỗi quý Microsoft nó sẽ ra một cái bản gọi là CO, tức là 3 tháng nó sẽ ra một lần một bản CO là Current Beta Update đó, là một SO Retail để nó fix những cái lỗ hổng bảo mật mà trước đó là trên nó đưa rất là nhiều phiên bản để nó vá những cái mấy cái CVE, mấy cái Hamiltonian rồi Silicon rồi Resale á. Phương Nguyễn đã chia sẻ cho các bạn những clip trước. Thì cái clip này nó có những cái tính năng mới rất là hay. Đầu tiên là cái Microsoft Exchange Emergency Mitigation Service, cái viết tắt là EMI. Tại sao? Tại vì cái dịch vụ này nó ra để nó có nghĩa là nó không phải ra để thay thế cho cái việc cài đặt bản update. Tại sao? Thì cái việc này update thì chúng ta vẫn phải làm, có nghĩa là cái dịch vụ này ra để nó giúp chúng ta cách nhanh nhất, dễ dàng để có thể giảm thiểu rủi ro cao nhất đối với hệ thống máy chủ nội bộ chúng ta đó, trên chỗ khi mà nó được kết nối internet để nó phát hiện ra khi nó cài đặt update hoàn thành, để làm gì? Tự động phát hiện và tự động phát hiện rủi ro trong bản Exchange, và nó sẽ gửi cái tính năng tự động lên trên hệ thống, tức là gửi log, gửi phát hiện ra liền hiện tại hệ thống mình, giống như là trường hợp antivirus gì đó, nó sẽ có cloud đào bay xuống và nó sẽ gửi những thông tin những gọi là analytics, những cái log đẩy lên Microsoft, nó sẽ gửi phân tích và nó sẽ apply cho chúng ta sẽ vào hệ thống chúng ta, nó tức là nó chữa lành tại thời điểm ngay ngay thời điểm ta bị, có nghĩa là nó fix tại thời điểm chúng ta bị. Dĩ nhiên việc này nó sẽ có việc mà chúng ta cho phép và không cho phép nha. Và cái này nó việc này là nó không có thể thay thế việc update, tức là chúng ta vẫn phải cập nhật bản vá. Đó là tính năng mới nhất của Microsoft Edge năm 16 2019 vừa ra phiên bản 22 và trên 2019 phiên bản 11 nha. Đó là Edge Mitigation Service là tính năng mới nhất. Rồi, chúng ta đi phần thứ hai á, là chúng ta Secure Keyless Switch-on Remote Server, dịch lại tiếng Việt năm nay nó là một cái cảnh giác cao độ hệ thống Exchange. Thì ra nó là chúng ta cũng nhắc lại các trường hợp trước thôi, có nghĩa là hệ thống bây giờ là nó các cuộc tấn công Microsoft nó vẫn diễn ra liên tục, nó cũng giống như cái lần trước Phương mình chia sẻ đó là Honeycomb đó, nó về việc tần suất và mức độ phức tạp ngày càng nhiều hơn nữa. Và điều quan trọng giờ là các chúng ta phải giữ cho cơ sở hạ tầng chúng ta nó luôn luôn là gì, cập nhật bản mới nhất để khóa những lỗ hổng tổ chức chúng ta, tổ chức của các bạn của chúng ta đó. Cái thứ hai á, là chúng ta cần phải làm gì, phải thường xuyên tuning ninh, thường xuyên cập nhật kiểm tra hệ thống, giống như chúng ta là một người nhân viên đi rà soát bảo mật, tức là chúng ta phải pen test, phải pen test thường xuyên cái hệ thống, giống như hệ thống mạng phải pen test về security, về network. Còn đối với hệ thống mặt trên thì chúng ta phải dùng những công cụ Microsoft nó cho mình á, như bữa Thương Nguyễn chia sẻ demo cho các bạn á, là một cái Exchange Health Service Checker, thì chúng ta sẽ download trên cái repo của Microsoft về, chúng ta sẽ thường xuyên ta đang test cái hệ thống. Dĩ nhiên chúng ta phải cập nhật bản vá mới là CO, trước là CO 21
ha. Bây giờ anh show hôm 2 cho bà biết xong, mình chia sẻ các bạn để xem thôi cái việc mà chúng ta cập nhật các bản vá nó có ổn định hay không. Cái thứ hai là chúng ta phải cập nhật bản vá là cần thiết sử dụng các tình huống để ghi nhận lại các cái chỉ đường cũng như cài đặt các bản vá mới nhất của chỗ chúng ta. Đó là cái phần, có nghĩa là chúng ta phải luôn luôn cảnh giác cao độ đối với những cái việc so với cuộc tấn công. Rồi thứ hai là cái quan trọng đó, các bản vá vào tháng 9 này, đó tháng 9 năm 2021 này nè, chỉ có phiên bản này, tức là tháng tháng 6 á, tháng sau chỉ trong tháng 6 năm 2021 và tháng 9 năm 2021 nó mới hỗ trợ cái vấn đề SEO này. Còn nếu hệ thống các trang các bạn nếu mà chạy trang 26 hay 19 mà chưa chạy được update bản vá, tức là SEO và hỗ trợ, thì bạn cần phải cập nhật những cái bản vá từ phiên bản 2000 tháng 6 năm 2021 đến tháng 9 21 thì nó họ mới hỗ trợ những các bạn. Rồi để giúp cho khách hàng của Microsoft á, thì Microsoft nó ra phát hiện đã đưa ra những cái công cụ gọi là kiểm tra cũng như là giảm thiểu rủi ro, gọi là mitigation, nó giảm thiểu rủi ro tại chỗ. Và Remy thì nó đưa ra cái công cụ gọi là EOMT á, gọi là Exchange on Remy Mitigation, đúng không? Đó. Thì cái này nó phát hành tháng 3 năm 2021. Đó, có nghĩa là người ta lặp lại một cái việc lịch sử cho chúng ta. Có nghĩa là tháng 3 này ra bản này để kiểm tra. Rồi nó sẽ có tháng 6 thì vừa rồi nó có thêm tích hợp là Microsoft Defender Antivirus and System Center Endpoint Protection. Thì đó là tháng 6. Thì tháng 6, SEO tháng 6 á, thì nó có 2021 nó có một cái tính năng mới nữa là Windows Anti Malware Scan Interface Window, viết tắt là AMSA. Cái tính năng này chỉ có trên cái OS Windows Server 2016, 2012 không có nha các bạn. 2012 chúng ta sẽ sử dụng cái Windows Defense. Thì nó sẽ tích hợp này trong hệ thống backend chúng ta. Nó sẽ cung cấp khả năng, nó sẽ quét những cái yêu cầu gọi là HTTP request, và nó sẽ filter, nó sẽ chặn trên các cái tính năng độc hại. Thì nếu như có biết mấy clip trước á, thì nó sử dụng cái proxy local, proxy shell á, và nó tấn công những header HTTP. Cho nên cái này nó sẽ chặn những cái header đó, sẽ nghiêng cơ và nó chặn những cái độc hại đó và nó cho chạy xử lý, và nó sẽ đánh bại vào cái nỗ lực của khai thác lỗ hổng của các hacker nhằm trên các phần mềm độc hại. Rồi tháng 3 là nó trên ra một cái trên EOMT đúng không, General Remediation Tool. Rồi tháng 6 nó ra cái ASMT, tức là Antivirus Malware System Interface Scanner. Rồi tháng 9 thì nó ra thêm một công cụ mới cho chúng ta, đó là Emergency Medication, nó viết tắt là EEM. Thì cái này khi mà các bạn cài update hoặc cài mới SEO thì nó sẽ có tồn tại như là một cái Windows Service, nó giống như Microsoft Tenable, Microsoft đó, nó sẽ là Microsoft Emergency Service, tức là nó là một cái service Windows chạy trên cái service chúng ta, và chúng ta chỉ có duy nhất là trên phiên bản Exchange 2016, 2022 và Exchange 19, 2011 các bạn. Cho nên nó có mới là mới nhất cái này, rồi chúng ta sẽ tìm hiểu nó là cái gì. Thực ra đây chính là cái công cụ nó tích hợp sẵn cái EOMT ấy, có nghĩa là nó sẽ hoạt động với Office Service, làm là sẽ kết nối tới điện thoại nó may, và nó dựa trên các cấu hình của cái Office Service này để cung cấp khả năng bảo vệ chống lại các mã đó dò, bảo mật các biện pháp để nó làm gì, giảm nhẹ cái hệ thống để chúng ta chữa lại tại thời điểm mà chúng ta hệ thống ta phải bị tấn công. Dĩ nhiên là chúng ta phải kết nối tới hệ thống cloud của Microsoft, chính là OCS này. Thì làm gì? Khi hệ thống ta kết nối tới Microsoft và chúng ta sẽ chấp nhận gửi những thông tin DynaSync, những cái log lên hệ thống ta gửi lên Microsoft. Đó, chúng ta nếu chúng ta có thể tắt thì chúng ta nếu chúng ta không cần sử dụng. Rồi khi mà mỗi lần đó thời gian bao lâu nó sẽ sử dụng một lần, tức là thường 1 giờ nó sẽ gửi lên Microsoft một lần. Đó, nếu chúng ta thấy là chúng ta sẽ tắt đi. Rồi chúng ta thì cái dịch vụ em này nó sẽ kiểm tra cái OCS, tức là kiểm tra nó đẩy lên cloud bay á, tìm các biện pháp nó sẽ khắc phục những cái nếu mà chúng ta bị thì nó sẽ tìm được khắc phục, thì nó sẽ gửi vào cái gì, cái đường link là https://office-cloud-microsoft-guest-exchange-mitigation, tức là mình sẽ lấy những cái thông tin, thực ra nó là file HTML thôi, nó sẽ viết lại ở trên cái local của chúng ta, thì Microsoft nên kiểm tra, và nếu mà chúng ta có những cái đe dọa trực tiếp á đến hệ thống Exchange của chúng ta thì nó sẽ tự động kiểm tra cấu hình để nó giảm thiểu, nó đưa ra những cái thông tin và HTML đã có để nghe sang cần thiết, giảm thiểu rủi ro từ Microsoft. Không, hệ thống nó sẽ cập nhật
nhiên chúng ta vẫn cập nhật việc này, nó chỉ là tạm thời chúng ta tại điểm ta bị tấn công thôi, nhưng mà chúng ta vẫn phải cập nhật mạng vá SU cũng như CU 3 tháng đó nha. Là cái này là chỉ giúp chúng ta tại thời điểm đó là nó sẽ fix lỗi, giống như là antivirus nó cập nhật những cái channel mới nhất của antivirus, thì này nó cập nhật những cái phần mà tấn công, những cái lỗ hổng của Microsoft để làm tổn thương hệ thống chúng ta. Rồi thì cái này nó cài đặt thì nó có thêm tính năng như gì thì chúng ta cài đặt, thật ra nó chính là cái ID chúng ta nó can thiệp và nó sẽ viết lại những cái reply. Như vậy thì để yêu cầu cài đặt cái exchange thì chúng ta cần mình có cái module là ISURL reply module version 2. Còn nếu các bạn nào mà xài Exchange 2016 của chạy trên Windows Server 2012 R2 thì các bạn cài thêm cái update for zero C runtime, chính là các bạn KB2299926 nha các bạn. Còn 2016 thì chúng ta update được rồi, không cần, chỉ cần ISURL. Rồi chúng ta cần phải hiểu về cái cơ chế của nó như thế nào. Về cơ chế thì bản chất của nó thì trước đó nó tích hợp cái ERMT, tức là External Mitigation Tool đó. Thì trước đó nếu mà chúng ta không có cài thì cái bản này chẳng qua là nó đẩy, nó tích hợp cái tool nó vào trong cái hệ thống chúng ta thôi, đúng không? Nó sẽ kiểm tra và nó cái việc này nó sẽ cài OSS và cài cái SURL, nó sẽ filter cái HTTP request và nó sẽ disable những cái dịch vụ, những cái virtual directory bool đó mà nó không cần thiết. Thì bữa trước mình đã demo cho các bạn coi rồi, thì nó khi nó chạy Immersion Tool đó, chúng ta apply cái là nó sẽ những dịch vụ nào không cần thiết của virtual directory nó sẽ disable, những cái agent không cần thiết nó sẽ nghe các bạn. Cho nên là phiên bản 2012, 2019, 2012 đối với 2016 á, trên 2016 CO22 và 2019 CO11 thì nó tích hợp vô luôn, nó gọi là Immersion Service thôi, cho nên là nó tích hợp vô. Rồi đây là cái giao diện khi chúng ta cài đặt mới và chúng ta update thì nó có thêm một cái gọi là cái accept gửi những cái thông tin gọi là optionally send dinosaur data Microsoft. Năm nay là khi chúng ta cài thì nó sẽ mình sẽ chấp nhận và gửi những thông tin, những log, những cái tin linh cái hệ thống cho chúng ta lên Microsoft và thông qua cái OCS đó đó nha. Khi chúng ta cài mới phiên bản tháng 9 năm 2021 đối với phiên bản này sao cho đi sao thì nó sẽ có thêm cái gọi là accept là process, thì chúng ta phải quyết định chúng ta có thể gửi những thông tin để sắp data từ hệ thống trên chúng ta liên quan để chúng ta dạy làm nhẹ. Data này sẽ gửi trên chính cái OCS, tức là cái Office Cloud Service đó. Khi chúng ta cài chắc là nó có, thì nó có ba thì chọn không chúng ta nhìn thấy đúng không? Đầu tiên hồi trước chúng ta accept the license agreement and share data dinosaur data with Microsoft đấy không ạ. Có nghĩa là chúng ta chọn khi cài vô nó chọn cái này là chấp nhận ta gọi những thông tin đó lên trên Microsoft bao lâu một lần, 1 giờ một lần. Còn thứ hai là chúng ta có thể chấp nhận và nhưng không không gọi, không share, không mình chọn thứ hai rồi đó, nhưng mà recommend thì mình chọn mình share. Dĩ nhiên khi cài xong nó sẽ tạo một cái service cho các bạn, các bạn có thể tắt hoặc là chúng ta bật tùy chúng ta ha, chúng ta sẽ coi cái đó. Còn về lệnh thì chúng ta có thể ra thêm cái sẽ save extend server license sum gạch dưới dinosaur data on, còn không thì data off vậy thôi. Ở giao diện nó hơi khác vậy thôi. Đây là còn cái sau khi chúng ta cài xong, chúng ta có thể là chúng ta sẽ set thiết lập cho nó bằng các câu lệnh như sau là set agent xác định cái server data collection enable for hoặc là cái enable true, cũng như là chúng ta tắt cái tính năng đó hoặc chúng ta true là chúng ta bật tính năng lên. Rồi có nghĩa là rồi về khi mà cái file mà chúng ta tìm hiểu đó, là cái file mà gửi lên trên cái Microsoft nó là cái gì, thì nó sẽ lấy những thông tin là về trang server build cũng như là cái version phiên bản ta trang server bao nhiêu, ví dụ như là COSO là build thông tin ví dụ như là 15.1.2.3.0.8 hoặc là gì đó lên cao. Rồi cái trạng thái Exchange Migration Service, trạng thái như là thông tin mà những cái dịch vụ migration này chữa là cái gì đó, đúng không? Information Admin Configuration Mirror, có nghĩa là mình sẽ cấu hình cái trạng thái, cái có nghĩa là cái behavior giống như là cái thuộc tính mà chúng ta cái phản ứng của hệ thống để gửi lên Microsoft Data đó. Rồi Immutable Define đi, có nghĩa là nó sẽ xác định cái server của chúng ta, nó sẽ sinh ra một cái code unit, có nghĩa là cách duy nhất để nó xác định mình là server của khách hàng của chúng ta,
cũng giống như là một cái ID đó, ID server là duy nhất. Rồi Immutable Organ ID có nghĩa là cái tổ chức chúng ta nó sẽ đính một cái ID, giống như chúng ta sẽ có một cái, mỗi người sẽ có một cái ID, gọi là cái identity, xác minh và chứng căn cước công dân, tổ chức một cái không, rồi cái server một cái, rồi các cái application, tức là nó sẽ list ra những cái việc mà tiếp lỗi cho hệ thống chúng ta đã được apply tình trạng như thế nào. Nó giống như phiên bản mà cập nhật bản vá virus đó, nó cập nhật cái gì thì cái này nó sẽ list ra, nó sẽ vá chúng ta, nó fix chúng ta cái gì. Còn block remediation là nó list ra làm cái phần log đúng không, admin. Đó là những cái thông tin mà nó gọi nó mang shop với các bạn. Rồi thì đây là cái việc mà quản lý control nè. Sau khi hệ thống chúng ta cài đặt xong á, chúng ta có thể dùng những cái câu lệnh để chúng ta view những cái việc sửa chữa này như thế nào, làm giảm như thế nào. Ví dụ chúng ta có thể dùng lệnh là get mitigation.base bao sao, chúng ta có thể enable, chúng ta có thể disable nó luôn nha. Đó, chúng ta có thể thiết lập ở mức gọi là organize, có nghĩa là thiết lập ở mức tổ chức toàn bộ luôn. Dùng trong hệ thống ta có nhiều server nên gõ lệnh này nó sẽ apply hết luôn mấy server kia. Rồi chúng ta có thể set cái những cái server, những thiết lập cho từng cái server bằng cái tham số là mitigation enable hoặc false thì chúng ta tắt, còn cái enable true thì true. Rồi như vậy thì nó có hai trường hợp, nếu như là ba trường hợp, organize setting, server setting, hai cái này dùng true, dĩ nhiên nó sẽ true hai cái thì nghĩa là true, thì nó sẽ khi maintenance service nó sẽ tự động auto view auto apply, nó sẽ tự động để lên my shop nhắm chưa, khi bằng true. Rồi khi mà organize sẽ bằng true hoặc là server bằng false, có nghĩa là tổ chức bằng true nhưng mà server bằng false thì nó sẽ không gửi, nó sẽ không tự động gửi cho các bạn. Và tại vì sao, khi trên bằng true nó sẽ không gửi, giống như hệ thống là mình ở trên mà nó là cho, mà cái người cái ông thực thi là cái ông server, ổng nó không chịu là ổng sẽ không gửi, nên là giống như là được chua tôi liên lạc. Rồi dĩ nhiên hai cái server là nhiêu, là ở trên mà bằng full mà dưới á, sẽ bằng full thì dĩ nhiên không gửi, còn ở dưới mà bằng true nó sẽ gửi nha các bạn, không tự động gửi khi đối với apply bằng true. Rồi admin sẽ không tự động apply đối với bất kỳ chain nào với phần true, nhưng như bằng full, bằng full còn dây bằng trung sẽ gửi. Rồi cái nữa là cái trường hợp nãy chúng ta có thể lock, hồi nãy chúng ta có thể bật giờ này tắt, bắt bằng cái lệnh là set server và lock từng cái, ví dụ là lock mitigation, lock cái tham số m giống như là cái tên thôi, tên mà lock kêu thôi ha. Rồi chúng ta có thể remove, thì cái lúc nãy Phương Nguyễn chia sẻ cho các bạn á, thực ra cái này nó là một cái đoạn rewrite, giống như là bên DP nó có gọi là HT set, thì cái này nó chính là cái rewrite để nó mod rewrite, nó viết lại cái file config ở trên cái INS chúng ta thôi. Để nó đây nè, chúng ta nhìn thấy không, rewrite là nó export, có nghĩa là cái ROC logon và cái ROC shell hôm trước á, nó lợi dụng cái lỗ hổng cái HTTP cookie nè và nó đẩy vào trong cái exchange backend resource, thì nó sẽ chim chích những cái shell vào, thì cái đoạn này là để nó chống lại cái việc mà shop nó viết ra, để nó chống lại mấy ông hacker ông lợi dụng cái lỗ hổng này nha. Đó nó hôm nay là như vậy cho các bạn dễ hiểu, chính là cái URL là nó viết lại cái, nó build lại thì ra trên cái web chấm config chúng ta, giống như là trên cái là ví dụ như là về cái OVFA nè, tới BRC nè, rồi những cái ACV đó, đó là những cái nó viết trong đó là viết config trong cái ADS. Rồi chúng ta có thể get migration thành server để xuất ra những cái report, hoặc chúng ta sẽ kiểm tra những cái trạng thái ở trên cái OCS này, như là viết cloud centric. Chúng ta có thể dùng cái lệnh test này, chúng ta sẽ kiểm tra cái nói được chưa. Rồi như vậy thì ngắn thôi, nói lại tóm lại thì cái phiên bản lần này Microsoft nó đưa lại gì, nó có cái tính năng mới là Microsoft Agent Mitigation không, Agent Mitigation Service. Thì bản chất của nó là cái nó sẽ gồm cái tính năng là EO MT, cũng như là General Mitigation Tool, nó bỏ vô trong cái phiên bản này thôi. Đó như vậy thì chia sẻ các bạn tính năng mới, thì tính năng này là chỉ có trên phiên bản trên 2016 CO22 và trên 2019 CO11 thôi nha các bạn. Thì nó sẽ gom là em bỏ vô đây, thì đây là một tính năng mới và nó có một cái service hẳn hoi là Microsoft Exchange Migration Service trên cái Windows Service luôn. Cho nên về lời khuyên
thì chúng ta sẽ update, nhưng mà chúng ta phải làm cái hệ thống lab trước, sau đó chúng ta mới chạy thời gian thì chúng ta sẽ kiểm tra, tại vì cái hệ thống mới mà và đặc biệt có tính năng dịch vụ mới thì có thể lỗi, nên các bạn có thể là chạy trên hệ thống lab trước khoảng thời gian để coi nó có lỗi hay không, và chúng ta sẽ coi cái hệ thống trên cái phần các diễn đàn cái report về lỗi của Microsoft á, chúng ta coi có anh nhiều anh bị lỗi hay không. Chứ hiện tại CO21 với CO22 là nó khác nhau 100% rồi nha. Và cái bản apply này dựa trên cái phiên bản 20, 22 và trên 19 hay 11 nha các bạn. Thì clip sau của Nguyễn sẽ chia sẻ các bạn cái cách mà cập nhật phiên bản CO21 đến 22 luôn cho các bạn coi. Rồi, clip hôm nay sẽ xin tạm dừng và hẹn gặp lại các bạn. Thì clip hôm nay là giới thiệu tính năng mới, mà mỗi tính năng mới là trên migration thôi. Rồi, xin chào hẹn gặp lại. Nếu các bạn cảm thấy là hữu ích cho các bạn hãy like share cho Nguyễn nha, để clip sau hướng dẫn các bạn cách cập nhật. Rồi, chào hẹn gặp lại.